trải nghiệm của mọi người về đám cưới Việt Nam như nào. Chúng tôi xin hỏi những người đã cưới ở Việt Nam trước. CJ, em cưới rồi thì như nào? Em thấy nhiều khi nó phức tạp lắm. Phức tạp lắm là như nào? Nhiều khi mình phải biết là ok, bên nào là họ nhà trai, bên nào là họ nhà gái, rồi đúng là rồi. Mình là vị trí như thế nào. Xong rồi ok, mình bỏ tiền ra thì mình phải bỏ bao nhiêu tiền là ok, để không bị kiểu thành một người vô liêm sỉ. Chứ mình bỏ 100 nghìn, mình bỏ 100 nghìn thì người ta lại chửi, thà mình không bỏ một đồng nào. Đấy. Là bỏ 50 nghìn hay là 100 nghìn. Như CJ ấy, như nếu mà cảm thấy khó trong việc là mừng bao nhiêu ấy, kinh nghiệm của anh đó là em đi ăn cưới với 3 cái phong bì khác nhau, em vào nhìn cỗ xong món này ngon, tôm hùm được, ok chốt phong bì 1 triệu. Nếu mà là cỗ bình thường bình dân 500, còn cỗ bình thường nữa thôi 300 cho nó khách quan. Khi em tổ chức đám cưới thì cái chỗ khu tổ chức đám cưới đấy thì có nhiều đám cưới khác nhau cùng tổ chức. Thế là khách của em khi mà đi vào ấy thì họ bỏ nhầm tiền vào hòm quà đám cưới khác. Ôi trời ơi, đau đớn quá. Có rất nhiều đám cưới Việt Nam là không để ý cái thùng tiền, là cuối cùng bị kẻ gian chạy vào bên cái thùng tiền chặn. Chính xác. Thì là coi như là đám cưới là lỗ luôn đấy. Đáng thẳng lắm. Nhà em có người trông. Thứ nữa là gì? Những bà trông thùng tiền này là phải có sẵn phong bì trống, phong bì trắng để dành đúng cho rồi. Những người mà chẳng may là quên. Không mang phong bì đi. Tính đầy đủ. Xong là các bác cứ lén lén ra một chỗ là cho tiền vào rồi vào bỏ. Có đám cưới thì nhà trai một bên, nhà gái một bên. Có đám cưới thì hai cháu gộp cả. Bao giờ đám cưới cũng phải chụp ảnh cưới mà mặt cô dâu chú rể thật to để trưng ở ngoài cửa đúng để rồi, tránh trường hợp như là nhà đúng Lily rồi. Là bị bỏ nhầm sang đám cưới nhà khác. Không, nhà em cũng có cái ảnh đấy chứ, nhưng mà chả hiểu vì sao, chắc là người ta kiểu đang đông. Do đông công nghệ quá. Make up và công nghệ chụp ảnh. Tất cả các cô dâu đều giống nhau. Em là cái đứng từ xa nhìn khó. Còn Phúc Mập, em Phúc không biết làm gì, mắc áo dài này. Họ cho Phúc một heo quay. Xin lắm, làm gì với cái này không biết. Quy một con heo đúng không? Yeah, Phúc just theo vợ sẽ ok, bây giờ làm gì? Oh, chụp hình với mọi người. Ok, được. Những người chưa cưới mơ ước như thế nào? Em Mika. Rồi thì đầu tiên Mika chưa lấy chồng nè. Nhưng Mika có nhiều bạn bè ở Việt Nam, cho nên Mika có cơ hội làm chú phụ dâu. Mình mặn tặng quà bê cháp, em làm bê cháp cho bê cháp đi ăn hỏi, đám ăn hỏi. Em đã đi bê cháp mấy lần rồi, vì hình như ở Việt Nam chỉ được bê 3 lần thôi. Ba lần rồi. Vậy thì em coi như hết tiêu chuẩn, tại vì lấy bê nữa thì em bị mất duyên. Ồ vậy hả? Ừ, em sẽ bị chậm lấy chồng. Dạ dạ, cho nên là ok. Nhưng để trả lời câu hỏi của anh thì một đám cưới của em thì phải sang điệu, phải sành trọng. Anh lo hay được. Em có một cái đài lờ này muốn có bling bling, ok? Anh lo hay được. Anh muốn một cái nhẫn kim cương to như cái chén phát sáng lại mở ra cho mọi người lóa mắt. Bà Nguyễn Tập mù rồi. Anh lo hay được, anh lo hay được. Thì em muốn nhiều quá, nhiều sô-cô-la. Em muốn ở một cái castle, ok? Chuyện bình thường mà. Hoàng tử thì phải có lâu đài mà. Em muốn xin mời tất cả mọi người và khán giả luôn. Có được không? Anh có đồng ý không? Khán giả thì hơi căng nha. Ok, mình sẽ nói sau nha. Cái đó sẽ bàn kỹ hơn. Nó chỉ là mơ ước mà thôi. No. Chơi lớn. Yeah. Ok, chơi lớn, đúng kiểu phong cách đại gia đấy. Chỉ vấn đề là thiếu chú rể thôi. Hansara, em tưởng tượng đám cưới của em sẽ như thế nào? Để em tưởng tượng nhá. Để em hít không khí vào một xíu. Nó ở biển anh ạ. Một cái thuyền mà như trong phim ấy. Thuyền cướp biển. Bị chà bá lửa. Rồi. Và có rất là nhiều chỗ để chơi, như là có thể là chơi bia này, hoặc là mình có thể đánh tennis luôn. Có hồ bơi. Cô bé này như là cũng đang tuổi mẫu giáo. Đám cưới mà làm như vườn trẻ. Cô bà bia. Vậy em có nghĩ tới cái người chồng tương lai của em trông như thế nào không? Hả?